today, Misa, it's very nice to see you in this video again today. Yes, and Misa, I hope that you will feel very happy whenever you see me on the video, okay? Chào em, hôm nay lại gặp em trong video ngày hôm nay. Và Misa rất hy vọng rằng là lúc nào em cảm thấy vui khi được gặp cô trong các bài giảng video nha, yeah, ok? Yeah. Chúng ta tôi nghĩ rằng mọi chuyện nó cứ đơn giản đi thì học sẽ không phải áp lực nữa, phải không nào? Và chuyên đề ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một phần cũng lại chắc chắn có trong đề thi, đó là phần câu giả định. Cô đánh giá với phần chuyên đề này là cái phần chuyên đề rất là ok ạ, rất là có thể nói là rất là cơ bản thôi nhá, không có gì phải đố nhau cả, rất dễ hiểu ạ nhá. Bắt đầu nào, let's go, bắt đầu nhá. Chuyên đề 4, câu giả định subtractive, ok. Chúng ta sẽ có một phần thứ nhất, đó là câu giả định dùng would rather và that, đúng không ạ? Cấu trúc như để làm gì ạ? Cấu trúc này dùng để diễn tả một sự việc hiện tại, đúng không ạ? Thế thì lúc đó chúng ta sẽ dùng cấu trúc như thế nào? Chủ ngữ cộng would rather that. Em chú ý này, trong câu giả định chúng ta luôn luôn phải có từ that ở đây, luôn phải có. Không có chữ that thì không phải là câu giả định. Xác định luôn thế ạ, nhá. That, sau đó là chủ ngữ thứ hai, và sau đó là động từ dạng simple form, tức là ở dạng hiện tại đơn. À, anh nhìn giúp cô nhé. Nhớ này, diễn tả sự việc ở hiện tại chúng ta có cấu trúc như thế này, ok? Và ví dụ như sau ạ. I would rather that you call me tomorrow. Ở đây anh nhìn thấy từ tomorrow. Rõ ràng nhau phần thì là gì ạ? Tomorrow là ngày mai, dùng tương lai đơn chứ. Nhưng đây là câu giả định, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta phải dùng verb in simple form, verb ở dạng, động từ ở dạng hiện tại. Tôi muốn rằng là bạn gọi cho tôi vào ngày mai, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn phần dưới, cô cố tình viết câu phủ định nhé. À, nhìn phủ định cho cô này. He would rather that I not take this train. Anh ta muốn rằng là tôi không đi con tàu này. Và chúng ta biết rằng là nếu như phủ định thì theo như gọi là phản xạ bình thường tự nhiên đấy ạ, thì là chúng ta sẽ ghi là gì ạ? Phủ định ở dạng hiện tại sẽ là gì ạ? Cấu trúc là gì ạ? S cộng với don't, hoặc là gì ạ? Doesn't cộng động từ nguyên dạng, có đúng không? Câu phủ định có nghĩa là dấu trừ nhá, có đúng không ạ? Thế nhưng mà bởi vì đây là câu giả định cho nên động từ vẫn phải nguyên dạng, và thêm khi phủ định cho thêm từ not đằng trước ra câu. Đấy, dạng này rất dễ hiểu ạ, vì là từ nguyên dạng thôi mà. Tiếp theo, diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại nhá. Ở trên là gì ạ? Sự việc ở hiện tại, nhưng mà diễn tả sự việc đối lập với thực tế hiện tại là trường thứ hai đó. Thế là chúng ta sẽ dùng như thế nào đây ạ? Em chú ý này, cô ghi rất rõ nhá. Động từ sau chủ ngữ thứ hai sẽ chia ở simple past là quá khứ đơn. To be phải dùng ngôi gì đây? À, would chữ e cho tất cả các ngôn. Chú ý nhá, would chữ e, cô gọi đây là would chữ e ạ. Và cấu trúc của chúng ta như sau. Chủ ngữ 1, cộng với would rather that, phải có that, đấy là câu giả định. Cộng với chủ ngữ 2, cộng động từ dạng quá khứ. Hãy kem nhìn nhé. Nào, chúng ta cùng nhìn ví dụ nào. Harry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. Đấy, đúng không ạ? Harry muốn rằng là bạn gái của anh ấy làm việc trong cùng một phòng giống như anh ấy. Em thấy không ạ? Quá khứ đơn này nhá. Và thực ra là bạn gái của anh ấy có làm việc của anh ấy không? Không. Vì là gì? Đối lập với thực tế hiện tại mà. Ok. Trường thứ ba đó là gì ạ? Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ nhá. Trường hợp thứ hai chúng ta còn nói là trái ngược với, đối lập đấy ạ, với thực tế ở hiện tại. Nhưng trường thứ ba là gì ạ? Sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ. Thế thì làm thế nào đấy ạ? À, cấu trúc của chúng ta lại khác ạ. Chủ ngữ 1 cộng would rather cộng that cộng chủ ngữ 2 cộng past perfect. Mệnh đề ở dạng quá khứ hoàn thành, đối lập với thực tế ở quá khứ. Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. Có nghĩa là gì ạ? Bob muốn rằng Jill đến lớp vào ngày hôm qua. Nhưng thực ra có đến không ạ? Không, thực tế là hôm qua không đến. Nhá. Rồi. Nào, bây giờ cô sẽ tóm tắt lại ba cái trường hợp phần này chúng ta cần chú ý này. Thứ nhất này, diễn tả sự việc ở hiện tại
nhá. Thì là sao ạ? Chúng ta sẽ dùng cấu trúc là gì ạ? Cô ghi ví luận, ghi luận ví dụ nhá, đó là gì ạ? I, dùng chủ ngữ là I luôn, S1 là I luôn nhá. I would rather that you call me tomorrow. Cô hay dạy qua ví dụ thì mình sẽ dễ hiểu đấy, đúng không? Đó. Tôi muốn rằng I would rather that. Thì chúng mình dùng động từ nguyên dạng. Động từ nguyên dạng. Trường thứ hai, diễn tả sự đối lập với thực tế hiện tại. I would rather. Có that không ạ? That, có em nhé. That. Và đằng sau là một mệnh đề. Và mệnh đề này dùng gì? Quá khứ đơn. Không chưa? Trường thứ ba là diễn tả với cái đối lập với thực tế. À, ở đâu ạ? Ở trong quá khứ. Đây. Trái ngược với thực tế ở quá khứ. Thì lúc đó chúng ta có chút là gì đây ạ? I là S1 nhé. I would rather that. Và sau đó là gì ạ? Mệnh đề. Và nhớ này, mệnh đề để dùng thì dễ em? Quá khứ hoàn thành. Xong chưa? Dễ nhớ không ạ? Phần này dễ nhớ không ạ? Nhá, có 3 phần. Hiện tại, quá khứ đơn và kiểu hơn này. Xong nhá. Rồi, thế thì bây giờ học sinh hỏi cô là cô, thế thì những cái động từ nào thì dùng trong câu giả định ạ? Cô cũng trả lời luôn thế này. Không phải tất cả các động từ đều dùng trong câu giả định, mà chỉ có một số động từ mà thôi ạ. Ok, rồi, ngoài cái chú ý là gì ạ? Không bao giờ được bỏ rác, đã lúc nào cũng bỏ rác thì mới tạo thành câu giả định. Thì có những động từ như sau. Nào, listen and repeat after me. Nghe rồi các em, biết sao nhá. Nào, thứ nhất là khuyên ngủ. Khuyên nhủ ạ, ask, đúng không ạ? Command, yêu cầu. Decree, decree, ra lệnh hay là quy định bằng spec thì dùng động từ này nhá. Hay chúng ta còn có nghĩa yêu cầu thì dùng với các động từ như sau. Insist, khăng khăng. Move, di chuyển hoặc khi chắc được đề nghị em ạ. Order là yêu cầu. Thích hơn thì dùng các động từ với ba từ này. Propose, đề nghị. Recommend, gợi ý. Hay là gì đây? Request, yêu cầu. Ba động từ tiếp theo cũng có nghĩa yêu cầu các em ạ. Dùng tức là dùng trong tình huống yêu cầu ai ạ? Stimulate, quy định. Suggest, gợi ý. Urge, thúc giục. Nào, các em chú ý cho cô này. Các em cần chú ý này. Trong câu nhất định phải có that. Câu giả định phải có that. Tiếp theo, động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể, tức là không có to, bỏ to đi nhá. Thế thì cấu trúc của chúng ta sẽ như sau ạ. Chủ ngữ 1 cộng động từ cộng that cộng chủ ngữ 2. Và các em nhớ này, động từ ở đây ở dạng simple form, ở dạng nguyên thể cho cô nhá. Nào, chúng ta nhìn này. We urge that he leave now. Họ dùng anh ấy rời đi bây giờ. Em chú ý rằng bình thường sau we he thì chúng ta sẽ phải dùng gì ạ? Leave để thêm s đúng không? Nhưng mà vì đây chúng ta có động từ urge là động từ thúc giục dùng trong câu giả định. Hơn nữa lại có từ that, vậy thì chắc chắn nó là câu giả định rồi. Ok? Thì bây giờ chúng ta bỏ that đi thì làm thế nào? Nào, chúng ta xem chúng ta sẽ chuyển xảy ra nhé. Nếu bỏ that đi, chủ ngữ 2 sẽ trở thành thân ngữ. Đây này, subject to này. Subject to là cái subject mà chủ ngữ 2 á, nó đứng sau từ that này ạ. Đó. Thì lúc đó thì cái chủ ngữ 2 này nó đóng vai trò thân ngữ rồi em ạ. Động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường. Thì anh này cho ví dụ rồi này. Đây ví dụ này. We urge him to leave now. À, câu bình thường rồi. Tức là gì ạ? Chúng tôi dùng anh ấy rời đi bây giờ. Câu này là câu dùng ai làm gì? Cấu trúc của mình là gì ạ? Urge somebody to do something. Câu nguyên dạng. Đúng ạ? Nhưng chỉ cần biến đổi một chút là gì ạ? Là gì ạ? Bỏ cái thân ngữ đi, thay bằng từ that và chủ ngữ he này thì lại thành câu giả định. Em chú ý giúp cô nhé. Đấy là câu giả định với tính từ. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba là câu giả định với động từ. Còn bây giờ chúng ta sẽ có câu giả định với tính từ. À,
Phần này cô có thể nói luôn này, học sinh rất hay quên phần này. Học sinh chỉ nhớ được từ thôi em ạ. Trong quá trình luyện thi cô thấy là học sinh rất hay nhớ, nhớ phần này. Phần này rất nhớ, rất ok luôn. À cô cứ bắt động từ này thì là cô giờ lên. Ok đúng. Khi đến phần tính từ là các bạn chẳng nhớ gì nữa vì hay quên. Rồi ok, câu giả định với tính từ đó là các tính từ nào đây? Nào mình sẽ đọc cùng Miss Xoa nhá. Important, quan trọng. Mandatory, mandatory, bắt buộc. Obligatory, bắt buộc, cũng là bắt buộc ạ. Proposed, đề xuất. Required, cần thiết. Suggested, đề xuất. À vừa rồi cái phần trên là suggest là động từ đúng không? Nhưng thêm ed thì thành là tính từ em ạ. Imperative, cấp bách hoặc khẩn thiết. Nào chơi nhìn ví dụ nhé, cứ đọc qua ví dụ kem mình nhớ được đúng không? It is necessary that he find the books, đúng không? Đây này, một điều cần thiết rằng là anh ta tìm được quyển sách. Một điều cần thiết là tìm được quyển sách. Vậy chúng ta thấy rằng là có từ gì đây? That có tính từ necessary dùng cho câu giả định và có động từ nguyên dạng chắc chắn là câu giả định rồi. Để find tự nhiên cho cô nhé. Và chúng ta ngoài cái việc là sử dụng với động từ này, ngoài cái việc sử dụng với tính từ này, thì chúng ta cũng có một số trường hợp mà chúng ta dùng danh từ trong câu giả định được em ạ. Thế thì lúc đó cấu trúc của chúng ta sẽ là it cộng to be, nhớ phải chia động từ nhé, cộng với danh từ, cộng với that, cộng với động từ và sau chủ ngữ và sau đó là động từ dáng nguyên thể. Ok, nào chúng ta nhìn ví dụ chúng ta sẽ hiểu hơn này. It is recommendation from a doctor that. Vừa rồi chúng ta ở cái phần mà chúng ta về câu giả định của động từ ấy, thì chúng ta có động từ recommend. Cái từ này nhá, gợi ý hay là khuyên nhủ đúng không? Ok, thì chúng ta that đằng sau là một câu giả định, động từ nguyên dạng đằng sau này. Nhưng ở đây recommendation nó vai trò là một danh từ cũng được tính em ạ. Vậy chúng ta sẽ nói này. À, đó là lời khuyên từ bác sĩ rằng là bệnh nhân dừng hút thuốc. Ai đấy này? Vì là câu giả định có từ that, vậy stop ở đây cũng phải là nguyên dạng. Nào, chúng ta sang phần tiếp theo, đó là câu giả định với cấu trúc it is time, đúng không ạ? Cấu trúc này có nghĩa là gì ạ? Đã đến lúc ai phải làm gì đó. Thế thì chúng ta có thể dùng câu giả định với it is time ạ. Cách thứ nhất chúng ta có thể dùng cấu trúc đơn giản đó là it is time for somebody to do something, đúng không ạ? Ví dụ này, it is time for me to get to the airport, đúng không ạ? Đã đến lúc đối với tôi để đi đến sân bay, được chưa? Rồi đấy là cách đơn giản nhé. Nhưng mà cái cách mà dùng trong cái câu giả định ý, thì chúng ta sẽ dùng như này ạ. Đây, cấu trúc sẽ như này. Đó là gì ạ? It is time, it is high time, hoặc là it is about time. Ba cách này giống nhau nhé. Sau đó là gì đây? Chủ ngữ cộng với simple past, động từ dạng quá khứ đơn. À, em lấy cấu trúc này giúp cô nhé. Nào, chúng ta nhìn ví dụ này. Thì chúng ta mục đích chúng ta sẽ cho từ high này hay cho từ about vào cũng biết làm gì? À đây, it is time được rồi, tại sao phải thêm hai và about làm gì? About để gì ạ? Mục tiêu là để là gì ạ? Thêm vào ý nhấn mạnh là cực kỳ lúc rồi đấy, nhanh lên đi, đúng không? Ví dụ nhá, it is high time I left for the airport. Đã lúc tôi phải rời đến sân bay. Left for rời đến, nhá. Thế thì điều này có nghĩa là gì? Hơi buồn một chút rồi. Nhanh lên đi, con này kiểu thúc giục ai đó ạ. Nhá. Rồi, và đấy là tất cả, nói chung là cái về phần cô vẫn nói ngay từ đầu rồi. Cái phần dạng câu giả định là cái câu rất là đơn giản thôi, rất cơ bản. Vậy thì chúng ta sẽ làm bài ứng dụng luôn để chúng ta cùng hiểu nhá. Nào. Thứ nhất, câu đầu tiên này, it is necessary that. Đấy, có that này. Đúng không? She now. Và các em thử xem là trong cái câu này là giả định với động từ hay với tính từ ạ? Với tính từ necessary. Tại sao không biết là tính từ ạ? Vì ở đứng sau động từ to be. Có giác là câu này là câu giả định rồi đúng không? Và mình sao dạy là gì nhỉ? Nếu là câu giả định thì đằng sau động từ phải infinitive, động từ dạng nguyên thể, đúng không? Vậy câu 1 đoán của chúng ta sẽ phải là gì ạ? She. Mặc dù đây là she
nhưng mà phải là go. Thì nó câu trả lời thôi. Câu số 2. It is important that your sister information technology. Ở đây chúng ta có từ that. Ở đây chúng ta có tính từ important, quan trọng. Một điều quan trọng rằng là chị của bạn là lựa chọn ngành công nghệ thông tin, đúng không? Và đây cũng là câu giả định vì có các động từ này, có tính từ important và tính từ và từ that. Vậy ở đây cũng dùng động từ nguyên thể. Động từ nguyên thể ở đây sẽ là gì ạ? Be, choose. Đấy, dễ thật không? Đúng như cô nói là dễ thật không? Quá dễ, đúng không? Câu số 3. It is imperative that you careful on construction site. Construction site là công trường xây dựng ạ. Chúng ta xem câu này nhá. Câu này hơi khác hai câu này trên một chút. Ở đây chúng ta có careful là loại tính từ. Ok. Imperative là tính từ rồi. Sau này có từ that. Chắc chắn câu này cô giả định. Phải khẳng định là cô giả định cái đã. Thế thì theo cấu trúc thì chúng ta sẽ dùng động từ nguyên dạng ở đây. Có đúng không ạ? Thế mà careful là tính từ. Careful là tính từ. Chúng ta biết cái gì đứng trước tính từ không ạ? To be đứng trước tính từ. Ví dụ câu này nhé. Tôi nóng. I am hot. Am phải là to be không? Hot có phải tính từ không? Có đúng không ạ? Rồi. Thế nhưng mà bởi vì là to be nguyên dạng. Động từ to be nguyên dạng thì phải là gì? Be. Xong chưa? Vậy đáp của chúng ta sẽ phải là D. Đúng không ạ? CBD viết chữ bé. Rồi. Ok? Rồi, câu số 4 ạ. Câu số 4. It is advisable that she... có tính từ này. Advisable. Khuyên đúng không? That. Thì đằng sau động từ cũng phải là nguyên dạng. Vậy câu số 4 sẽ phải là C. Dễ thật đấy chứ đúng không? Câu số 5 ạ. The teacher ordered that the student talking. Ok, nào chúng ta xem nhé. Ở đây chúng ta có động từ order là yêu cầu này. Đúng không? Theo đúng cấu trúc này. Sau lại có từ that này. Câu này chắc chắn là câu giả định rồi. Đấy. Cách nhớ này này. Khi mà chúng ta học theo chuyên đề này thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu bởi vì nó chỉ có đăng câu giả định thì cô chỉ cho làm câu giả định thôi, đúng không ạ? Cho nên là học đến đâu chắc đến đấy, để khi chúng ta làm cái khóa luyện đề ấy, thì em sẽ không bị confused giữa các chuyên đề đâu. Còn nếu như học phần này mà không chắc nhá thì lúc luyện đề rất là vất vả, học đi học lại cũng không quên. Cho nên khóa này là khóa quan trọng nhất trong các khóa em nhá. Ok ạ. Rồi chúng ta xem nào, động từ nguyên dạng ở đây nhá, là chúng ta nhìn ở đây chúng ta có chắc chắn là bỏ từ si rồi, động từ quá khứ bỏ đi rồi đúng không nhá. Vậy chúng ta sẽ có từ A hoặc là từ B. Chúng ta đang confuse hai cái này đúng không ạ? Vậy chúng ta xem này. Stop đương nhiên là A rồi, là được từ nguyên dạng A rồi. Nhưng chúng ta đang nghĩ ngợi phần B này. Chúng ta biết rằng cái từ should này nó là loại từ gì nào? Should nó là nên, nghĩa của nó là nên. Và cái này nó chính là gì? Modal verb. Modal verb nó là động từ tình thái em nhá, động từ tình thái. Và động từ nguyên dạng của nó thì vẫn là should, không thay đổi đúng không? Vậy thì đáp án B có được không ạ? Quá được luôn, quá được luôn. Vậy đáp án của chúng ta sẽ phải là D, tức là A và B đều được. Xong chưa? Ok. Chúng ta sẽ cùng chi tiết câu 6 nhé. I wish David Beckham. Tôi ước tôi là một tôi là David Beckham, nhưng thực ra tôi không phải David Beckham đúng không ạ? Câu wish tức là câu trên đề phần câu ước, nhưng đây cũng là một cái phần trong câu giả định các mình ạ. Ok, thì cái phần này cô sẽ dạy kỹ chúng mình ở trong phần trên đề câu wish và câu điều kiện nhá. Hai cái đó sẽ luôn đi với nhau ạ, vì nó cũng xin xem nhau thôi. Thế thì nhưng mà cô nói qua luôn, vì cô là Hoa còn em tên là tên của mình. Sorry, cô không biết em tên là gì. Mình đang nhìn qua video mà. Thế thì mình không thể là David Beckham được đúng không? Thì đó là cái việc không thể có ở trong quá khứ, không thể có trong hiện tại, tức là không có thật ở hiện tại được. Mình làm sao đến với Beckham được không ạ? Thế thì lúc đó với cái câu như này, câu ước như này thì chúng ta cần một động từ to be ở trong câu này đúng không ạ? Và động từ to be ở cái phần câu giả định mà không có thật ở hiện tại, tất cả các ngôi chúng ta sẽ dùng ngôi chữ, cô nói là ngôi chữ e đúng không ạ?
Vậy đáp của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Đi. Câu 6 đáp của chúng ta sẽ phải là đi. Ok. Nào, sang, chúng ta sang câu số 7 nhé. Lại tiếp tục này. I wish you here yesterday. Ok. Tôi ước rằng thôi thế này đi. Phần này cô sẽ chuẩn bị lại. Dạy luôn này. Dạy luôn nhá. Nào. Dạy luôn phần này. Câu wish đi. Wish sentences. Cô ước ạ. Cô ước người ta có bao loại ước. Cô nói là ước ở hiện tại. Ước ở hiện tại. Chúng ta dùng gì quá khứ đơn cho cô? Quá khứ đơn cho cô. Và nhớ này, tất cả các ngôn chúng ta đều dùng vua chữ E nhá, cho các ngôn. Không bị là các ngôn. Được chưa? Nào cô ví dụ này, example. Ước ở hiện tại ta dùng thì quá khứ đơn. Ok, tôi ước I wish I were a queen. Tôi ước tôi là hoàng hậu. Nhưng không phải, tôi chỉ là Miss Star thôi ạ. Ok. Đấy. Thì rõ ràng là tất cả ngôn dùng ngôn chữ E nhá. Được chưa? Tiếp theo. I wish. Tôi ước tôi gặp Donald Trump. Đúng không ạ? I met Donald Trump. Bây giờ mình đang con đang dạy học thế này thì làm sao mà cô ước cô đi gặp ông Donald Trump được, đúng không? Em đang học với cô này thì làm sao mà em đang gặp Donald Trump được? Đấy gọi là không có thật ở hiện tại. Vậy chúng ta dùng quá khứ đơn. Ok. Thế nếu như phủ định thì làm thế nào? Nếu phủ định thì chúng ta dùng gì? Didn't. Không. Động từ nguyên dạng. Didn't meet. Ok. Rồi. Loại thứ hai đó là ước ở hiện tại rồi này. Hai nhỏ. Cô gọi là ước ở quá khứ. Ước ở quá khứ thì lúc đó cô sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Rồi, em có nhớ quá khứ hoàn thành cấu trúc là gì không ạ? Chủ ngữ cộng với had cộng với phân từ had. Đúng không ạ? Nào, cô có một tình huống này nhá. Ví dụ, năm ngoái là mình học lớp 11 đúng không? Và năm ngoái mình không học, mình học không chăm tiếng Anh. Cho nên năm nay là năm lớp 12 mình phải học lỗ độc đáo môn tiếng Anh để chuẩn bị đi thi. Vậy thì mình nói là tôi ước rằng năm ngoái tôi học chăm tiếng Anh hơn. Nhưng bản chất có đâu có chăm năm ngoái không ạ? Không chăm. Vậy lúc đó chính là ước ở quá khứ. Vậy I wish I quá khứ này này had phân từ hai này studied English harder năm ngoái là gì ạ? Last year. Đúng chưa? Ước ở quá khứ dùng quá khứ hoàn thành. Xong nhá. Rồi, ba nhỏ. Ước ở tương lai. Ước ở tương lai chúng ta dùng tương lai trong quá khứ. Chủ ngữ cộng với would cộng với động từ nguyên. Như dạng. Có phải quá khứ của will là good không ạ? Nhá. Rồi. Tôi ước I wish I would. Thế rồi, ước ngày mai không phải kiểm tra đi. Sợ kiểm tra lắm, đúng không? Học sinh ai sợ kiểm tra. Rồi, ước rằng ngày mai tôi sẽ không có bài kiểm tra. Nào, I wish I wouldn't là gì ạ? Would là gì ạ? Wouldn't. Cộng đồng từ nguyên dạng này. I wouldn't have a test. À, ngày mai. Tomorrow. Đấy, có đúng là ước ở tương lai không ạ? Nhá, rồi. Thế thì bây giờ chúng ta trở lại câu này. Tôi ước rằng tôi ở đây ngày hôm qua. Ngày hôm qua chính là quá khứ. Mà ước ở trong quá khứ ta dùng quá khứ hoàn thành. Được chưa? Cô vừa dạy xong. Vậy, quá khứ hoàn thành cấu trúc là had, been, cộng phân thứ hai. Ok, be. Đang, xong. Câu số 8 ạ. I wish the rain soon. Em có nhìn thấy từ soon không ạ? À, soon là dấu hiệu nhận biết của trong tương lai, đúng không? Ước rằng
mưa sẽ ngừng sớm thôi. Thế thì lúc nào chúng ta sẽ dùng gọi là ước ở trong tương lai? Ước ở trong tương lai chúng ta dùng good cộng với động từ nguyên dạng. Vậy câu này của chúng ta sẽ phải là đi. Câu số 9 ạ. I wish I how to control the tsunami. Thế thứ hai nhé, vậy nè, tsunami. Ước rằng gì ạ? Tôi biết cách làm thế nào để kiểm soát được cái trận bão này. Bão nhiệt đới ạ, tsunami là tropical tropical storm, bão nhiệt đới ạ. Thế thì thực ra mình có biết không? Mình làm sao mình có thể control được cái bão này? Không thể, đó là điều impossible. Đó là điều không thể đâu, đúng không? Vậy thì không thể ở đâu? Ở hiện tại. Mà ước ở không có thật ở trong hiện tại, chúng ta dùng quá khứ đơn. Nào, vậy thì quá khứ đơn của no là gì ạ? New. Và đây sẽ phải là be. Đương nhiên, đúng không? Nào, chúng ta sang câu số 10 ạ. She insisted that we our holiday in Đà Lạt. Ok, nào, cô ấy khăng khăng rằng là chúng tôi dành kỳ nghỉ ở Đà Lạt. À, câu này là câu giả định. Đấy, câu này là câu giả định. Vì chúng ta có từ khăng khăng, insisted. Vì chúng ta có từ that, là dấu hiệu nhận biết không bao giờ thay đổi của câu giả định. Vì vậy động từ ở đây phải là nguyên dạng. Và nguyên dạng ở đây sẽ phải là gì? Đương nhiên là anh rồi. Đúng không? Đấy. Em thấy bạn chúng ta phải vô cùng thuộc lý thuyết thì chúng ta có thể làm được. Không là nhìn thấy câu insist thật là quá khứ, đúng không? Kiểu gì chẳng trong quá khứ đây? Không phải. Câu giả định cho anh biết ba dạng là động từ phải nguyên thể. Ok. Rồi, và chúng ta đã xong bài học ngày hôm nay về câu giả định. Chúng mình thấy có cái phần này có rất đơn giản không ạ? Quá đơn giản đúng không? Vì chỉ cần động từ nguyên dạng thôi. Nhưng chúng ta cần phân biệt câu ước này, đúng không? Hay là giả định ở hiện tại này, đúng không? Đó. À, và chúng ta nhớ lại đây này, cái phiếu bài tập ý là các em phải làm đi lại cho cô nhá. Thì lúc đó chúng ta mới có thể được chắc chắn với có thể hiểu lý thuyết tốt hơn. Ok, chúc các em học tốt và have a good day. Chúc mọi người tốt lành. Bye bye.